đợt rồi, mới trả hồi năm rồi nè, hồi tháng 11, 12 gì năm rồi nè, là trả xong. Cái tự nhiên cái nó nói thôi trả được 6 triệu giờ cho lại 14 triệu giá cũ. Cũng vậy hả? Dạ, rồi trả vay lại được 14 triệu trả ông đó rồi xong, không còn ngàn nào luôn. Em chạy xe từ ủy ban dạy về mà em khóc luôn. À, đây thưa quý vị khán giả ha, Trường đang có mặt tại xã Sơn Đông thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Thì bữa nay Trường quay lại nhà của bà Hai Lượm Nha Chai. Bà Hai đây ha, chào bà Hai nha. Thì bà Hai có một người con gái là chị Phượng ha quý vị khán giả. Hôm bữa tập trước Trường có giới thiệu với quý vị khán giả đó, Phượng là có chồng, nhưng mà mấy năm nay thì sau khi có hai đứa nhỏ này nè, hai đứa sinh đôi này nè, thì chồng cũng bỏ bê, cũng không có chăm sóc qua lại gì hết trơn. Nhưng mà Phượng có cái nguyện vọng là ly dị với chồng, được ly dị với chồng, nhưng mà Phượng lại sợ rắc rối về thủ tục đó. Thì hôm bữa Trường cũng có giới thiệu Phượng với lại chị luật sư ở đây rồi, thì không biết là Phượng đã liên hệ và tới đâu rồi ha Phượng ha. Dạ thì em liên hệ thì cô cũng hướng dẫn rồi. À, em đã nộp đơn rồi, nhưng mà ở bên bên kia thì anh thủ lý hồ sơ mới điện hồi thứ sáu là sẽ để cho tòa điện em, mà hôm nay tới thứ tư đợi từ sáng giờ, lần nay 2 ngày rồi. À, là điện qua, bữa thứ sáu á, là qua 2 ngày rồi người ta chưa điện lại ha, chưa điện lại tại vì không dám đi đâu, 7:30 tới 8 giờ, 9 giờ, giờ 9 giờ cứ mấy người chưa điện. Cũng đợi, đang đợi. À, bên bên tòa án điện, tức là bên tòa án người ta điện lại mình là mục đích là gì? Để à, để qua có mặt đó, không biết là hòa giải hay là giải quyết thì em chưa biết. À, vậy là chắc hòa giải với gì, mấy lần hòa giải mà ấy không được thì người ta sẽ xử theo vậy đó. Vậy là xong xuôi ha, cái vụ đó là giấy tờ rồi là xong xuôi hết rồi ha. Giấy tờ thì nạp vô rồi xong xuôi, nhưng mà chưa đợi tòa kêu nữa mới xong được. Nào giải quyết xong em mới nhẹ nhõm. Đó, quý vị khán giả ha, Phượng là rất là sợ cái vụ mà thủ tục để ly dị đó, thì rất là ngại cái chuyện đó. Thì sau khi được luật sư tư vấn vậy thì Phượng cũng đã làm đơn lên tòa rồi. Nhưng mà cái điều Phượng sợ thứ hai nữa là cái quyền nuôi con, đúng không? Là cái thằng anh hay là hai đứa nhỏ này, là chồng của em có hù em là nếu như mà ly dị thì sẽ bắt thằng lớn về bên nhà phải không? À, nhưng mà theo như cô biết luật sư á, tư vấn cho em thì sao? Tới đó đi, rồi nếu mà nó bên chồng em á, nếu mà nó đòi bắt này kia nọ thì cô sẽ ra mặt, điện cô sẽ ra mặt, rồi cô liên hệ với bên hội phụ nữ của tỉnh liên hệ với bên xã là sẽ ủng hộ cho em. À, vậy là nghĩa là nếu như mà ly dị thì em cũng sẽ nuôi ba đứa. Dạ, đứa lớn với lại hai đứa sinh đôi này. À, đứa lớn của em là được nhiêu tuổi rồi hả Phượng? Dạ, 8 tuổi rồi, còn 2 tuổi chứ. 7 tuổi. 7 Tết này mới 7. 7 tuổi, còn hai đứa nhỏ này là tháng sau là 8 3 tuổi. À. Tháng sau, 5 tháng sau là 3 tuổi. Nếu như nó dưới 3 tuổi thì tất nhiên là mẹ nuôi rồi. Rồi thêm một chuyện nữa là hôm bữa mà sau khi cái video thứ hai anh đăng tải đó ha, thì có chị Mai ở bên Úc, chị cũng muốn là hỗ trợ cho em một số vốn để em làm ăn. Ví dụ như chị nó cũng có gợi ý là em có thể là mở cái dựa dây chai hay là gì đó, thì chị sẽ cấp vốn cho em, hay là em mà may được á thì chị sẽ cho tiền để em mua một cái bàn máy may để ở nhà em gia công, vừa coi hai đứa nhỏ rồi vừa có là có thu nhập ở nhà đó. Thì theo em thì thấy sao Phượng? Trước hết em cảm ơn chị Mai đó, đã lên tiếng đó là hỗ trợ cho em, rất là cảm ơn. Nhưng mà giờ trước mắt giờ hiện tại giờ thì cha em cũng đang bệnh. Mai khỏe là ngay, Mai mạnh, nếu như hôm qua khỏe đó thì em chạy em đi làm, từ 1-12 giờ em đưa nhóc đi học, phần lớn đi học đó, thì em chạy được buổi trưa đi làm được một chút. Ngày qua mới lựa cho xong đó, rồi
biết nay khỏe hay mai mệt đó, không biết trong mình ra sao không biết, nhưng mà mẹ cũng vậy luôn, giờ em không có làm gì được hết, giờ chỉ kiếm ngày sống qua ngày thôi, giờ chứ mở dựa thì cũng phải có người phải nấu cơm, người nấu cơm, người lựa đồ, người phân này kia nọ, chứ không phải một cả một vấn đề luôn, chứ không phải là chuyện nhỏ. Như vậy giờ thì muốn mặt bằng rất là cao, không sợ gì nữa. Giờ thì vậy đi, sống đi đất thì tới đâu hay tới đó sẽ cố gắng hết. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nghĩa là tạm thời là giờ em cứ mọi việc là vẫn như cũ, trước mắt là như cũ đã ha, là khi nào mà ông ba khỏe thì em sẽ đi lượm dây chai đó. Rồi cộng thêm cái phần lượm dây chai của mẹ em nữa là để sinh sống vậy thôi ha. Nhưng mà em đi làm với lại mẹ vậy là một ngày bình quân một ngày vậy là hai mẹ con là kiếm được khoảng nhiêu tiền em? Trăm mấy, có nhiều khi mẹ có mấy chục đó, rồi có khi em vô mắm thì người ta cho nhiều thì em cũng góp lại thì cũng được cả trăm trăm mấy, rồi có khi có mấy chục đó. Em không đi làm thì mẹ làm có mấy chục em. Đi lụm vậy là mình đẩy xe đạp mình đi hả? Dạ, mẹ thì đẩy xe đạp mà không biết chạy xe đa, còn em chạy xe đa thì em chạy qua tới ngã tư huyện á anh, em vòng về, em chạy xa thì chạy được. Ủa đi xe máy vậy thì sao mà dừng? Cứ... có ràng á, có cái băng ga ràng á, thì tới đâu có bịch rác thì mình dừng lại mình lụm, nhiều bản người ta thương, nhiều người ta thương người ta cho. Rồi hiểu rồi. Dạ. Chứ anh nghĩ là thường mà đi lụm vậy là phải mình đẩy xe đạp đi đi bộ, rồi khi nào có thì mình dừng lại tiệm ở đâu thì mình lụm đó chứ. Bà hai là vậy đó ha. À, tại còn vì mẹ không biết chạy xe đa với phần dò cẳng yếu tối giờ sưng chù chù đi nè, cái chân của bà hai này quý vị khán giả bị sưng quá trời luôn nè. Nó cũng sưng, uống người cũng sưng, nó đâu có bớt được. Ta kêu nghỉ làm này, mà hỏi nghỉ làm cái gì, giờ không có công chuyện gì ngoại chứ có công chuyện này thôi. Mà nghỉ lùm chai chai bà hai làm được cái gì bà hai? Không có làm gì không, giờ ai đâu mướn, tuổi này ai mướn, sáu mấy ai đâu mướn. Ngày tối bà có bắp dầu hay là gì không? Dầu dữ lắm. Dầu trời, dầu nóng ha. Dạ, để con coi cái con có nay có đưa dầu gió đi không? Trời nắng đó thì vậy đó, trời lạnh là nhất dữ lắm. Ước Tết rồi nó cho rồi. Thôi cất cho mấy đứa nhỏ nó anh. Rồi với lại cái này là của cô Úc. Cô Úc ở bên nước Úc nước Canada bà hai. Cho con lóc vậy con đi cho mấy ông già bà lão thì con cho bà ha, nghe bà nói gửi lời thăm cô á nha. Dạ rồi, để con chuyển lời của bà hai tới ha. Cảm ơn chị Út rất là nhiều. Chị Út gửi cho Trường hai lóc dầu gió xanh, vậy Trường gửi là chai này là gần chai cuối cùng rồi, còn hai chai cuối nữa là hết rồi. Thì Trường cũng vừa nhận được thêm một lóc của chị Mai Thi ở bên Mỹ, thì cứ gặp ở đâu thì Trường mấy bà già mà bị khớp rồi Trường cho để mấy sức dầu nghiêng tắm luôn. Cái chân của bà hai này quý vị khán giả, bà đẩy xe đi tối ngày ở ngoài đường nó bị sưng chù dù này. Trường có bắt khác người tới càm. Cái này không phải trái càm, bằng chắc bằng trái cam. Trái cam á, tôi nói trái cam. Dạ. Nãy ở dưới điện lạnh nó cho chạy dòng nóng. Dạ. Bớt sức nãy giờ ngồi dưới. Dạ. Thì bà không có đi khám rồi lấy thuốc uống đi bà hai. Khám gì? Nó nhỏ mua thuốc ở ngoài tiệm Tây á. Dạ. Đó. Rồi lớp nó bán, lớp nó coi nào hay cái nó cũng cho dầu, nó cũng cho bớt hoài. Dạ. Cái chân này là chạy được mấy chục năm rồi. Bà hai năm nay là nhiêu tuổi ta? 64 tuổi mà bà là đi lụm da chai là mấy chục năm rồi bà hai? Mấy chục năm rồi. Mấy chục rồi. Là hồi lớn cho tới giờ là bà hai lụm da chai. Hồi đó thì nó ngay ở đất bộ đội thì buôn bán này kia nọ. Dạ. Còn đồ dòng nó buôn bán thì cũng lụm da chai nhưng mà ít. Dạ. Mà lúc đó ít mà lại có ăn, mà lúc này nhiều nào không có ăn, biết như sao không ra, nó lụm quá trời. Giờ nước nào nó chôm nữa. Dạ. Họ không thương á. Họ nói biết mặt rồi họ mới thương, còn không biết họ có thương. Dạ.
kiểu như giờ nhiều người người ta cũng cũng ấy đúng ha, rồi. cũng lụm ha. Nè quý vị khán giả, cái chân của bà sưng chù dù mà nó bị nứt chân nữa chứ, đi nhiều quá rồi cái bành chân nó bị nứt ra luôn nè Với cái đó. bao sắt mà gãi cái ngón chân mà Nó vảnh vảnh lên nó khác mấy ngón kia ha. Kêu đi bệnh viện, vô bệnh viện băng bột mà không đi. Cái đó gọi là tai nạn nghề nghiệp á bà Rồi nhà nhà của bà Hai là chỉ có một người con thôi quý vị khán giả, là em Phượng đây ha. Phượng là năm nay sinh tám sáu năm 86, năm nay 30 35 36 tuổi rồi quý vị khán giả ha. Thì Phượng cũng hồi trước cũng có Phượng là kết hôn năm năm nhiêu tuổi ta? Bữa nói mà anh quên rồi. 2012 có em chín ba 20 mươi hồi 29 30 thì Phượng cũng có chồng và cũng làm ở công ty á, quý diễn giả thì có được thằng đầu là như hồi nãy Trường nói ra ha. Thì sau khi mà có bầu hai đứa này nè thì thời điểm mà có bầu á, có bầu thì anh chồng nó anh cũng sinh tật, nhưng là nhậu nhẹt thì gái gú đồ này kia ha. Từ đó cho tới nay thì anh cũng không có còn quan tâm tới gia đình nhiều, nên là mọi cái chi phí trong nhà chủ yếu là do bà Hai với lại Phượng đi làm thôi quý diễn giả, là rất là khó khăn. Thì thời gian qua thì cũng có một số mạnh thường quân cũng thương mấy bà cháu mẹ con nó quý diễn giả, thì cũng có gửi cho chút đỉnh ha. Nhưng mà cái đợt này cái lần này Trường qua đây là chủ yếu là để hỏi ý kiến Phượng về cái vụ mà mở xưởng hay gì đó, làm thêm một cái gì đó. Nhưng mà hiện giờ thì Phượng chưa có tiện để làm, nói chung là cũng đang bị Hơi đó, sợ. còn lớp thì con cái, lớp thì Nó thiếu ba mẹ nợ, cũng em cũng còn thiếu nợ luôn. Nhà nước nó phải năm nay trả hết cho người ta chứ không trả là nợ nước còn. cái khoản nợ đó là sao hả em? Mở nợ đó hồi đó sanh thai này nè. Là không có tiền mua sữa, cái hộp sữa mà để cho uống mà mấy đứa mà bị sinh non á, anh biết hộp sữa đâu? 500 mấy chục ngàn, 510 ngàn á. Là sanh non để dành riêng uống 1 tháng rưỡi. Chú hai tắt quạt dùng con nghe chú hai. Uống cái đó là 1 tháng rưỡi, người ta cho uống 1 tháng mà em gồng em cho uống 1 tháng rưỡi, có đâu có tiền. Có mình mẹ làm như đây anh nghĩ là tiền đâu, 500 hai thằng là 4 ngày là hết hộp uống nhín ấy. Chứ còn người ta uống là xà láng là khỏe rồi, còn mình uống nhín là 4 ngày hết hộp rồi mới vay tiền nhà nước đó. Cha em đi vay bên hộ nghèo vay là đó đó 20 triệu, 20 triệu mà mới trả hồi năm rồi. Rồi em dính ra em trả được 6 triệu, còn 14 triệu mới dính. Cái ông mà đứng mà để mà lo cho em giấy tờ á, ổng nói thôi còn 14 triệu thôi, ổng gồng qua đặng ổng trả cho em là 14 triệu đó. Rồi em vay lại 20 triệu như cũ thì em sẽ trả 14 triệu, em sẽ còn dư là 6 triệu. Mà đợt rồi mới trả hồi năm rồi nè, hồi tháng 11, 12 gì năm rồi nè là trả xong. Cái tự nhiên cái nó nói thôi trả được 6 triệu giờ cho lại 14 triệu giá cũ. Cũng vậy hả? Dạ rồi trả vay lại được 14 triệu trả ông đó rồi xong không còn ngàn nào luôn. Em chạy xe từ quỹ ban dạy về mà em khóc luôn, Trời. không có ngàn nào. Cái Tết Tết là rồi, Tết xong rồi tính là còn dư 6 triệu đó là Tết mua sữa cho mấy đứa này rồi mua đồ cho nó mặc nè, nó mặc đồ khính không Thì cho trừ qua cái khoản kia cái là hết luôn. trả cho ông kia. Vừa tính tiền trong ngân hàng ra thì ông này ông đứng không làm giấy tờ mà đứng ngoài ông đợi em được 14 triệu em ra em đưa ông luôn. Trời. Thì đó thì giờ thì năm nay em còn 14 triệu mà giờ tháng 3 rồi em chưa trả ngàn nào. Vậy là giờ còn 14 triệu ha. Lớp này ăn trước trả sau nữa, tới đồ có đồ như ăn rồi cân ví dụ dư thì trả, thịt cá mắm muối mà mua đồ ăn cho mấy thằng này lớn ăn về nó có đồ ăn thì học chứ đâu có dư nổi. Thì đó đẻ hai này đâu có tiền thì lớp nó chứng vậy nữa
Nghĩa là chồng là từ hồi mà đẻ hai đứa này ra là không có phụ được ngành nào luôn ha, để mà nuôi hai đứa luôn. Nhưng mà được có sữa bịch sữa thằng lớn đó, nhưng mà thằng lớn thì sao? Lớn mẫu giáo nó cha con hết sữa đi học rồi, để mời cha về cho mua kiếm mười cái mời rồi xong rồi bà ngoại mua với ai mua. Lúc đó em đẻ này cũng chưa đi làm. Hồi trước là lương ổng khá hơn nha em, tại anh đi cũng đi mua da chai tiền em không à, mua thiếu hụt cái tiền lương em đắp vô, mua thiếu hụt tiền lương em đắp vô có đầu dư. Vậy là hồi trước làm công nhân là mình em làm ha, chồng có làm không à. Rồi chồng em cũng mua dây chai chứ nó không có đi lụm à, chỉ đi mua thôi. Thôi như đợt này thì cũng không có mạnh thường quân nào cho cái hoàn cảnh của mình cả, nhưng mà anh sẽ trích ra 1 triệu đồng trong cái tiền quỹ ha. Cái tiền này là tiền của anh Thành ở bên Mỹ, thì anh sẽ trích ra 1 triệu để gửi cho hai đứa uống sữa ha em ha. Rồi anh gửi ra. Rồi còn cái vụ mà ra tòa đó thì còn vướng cái gì nữa thì cứ gọi cho luật sư ha. Rồi sẵn đây trường cũng nói luôn hả quý diễn giả, bạn nào mà ở Bến Tre nếu như mà có cần tư vấn gì về pháp lý á, nếu mà có điều kiện thì các bạn thuê luật sư, nhưng mà nếu như mà các bạn mà có khó khăn gì đó thì có thể liên lạc với trường, thì trường sẽ tìm cách kết nối cho để mình đỡ một phần chi phí ha quý diễn giả. Thì cũng như em Phượng đây vừa sợ về thủ tục rắc rối đồ này kia, phần thì sợ chi phí cao quá nên là em cũng cái hoãn cái việc mà đưa ra tòa đó, mặc dù là rất là muốn thì được sự giúp đỡ của luật sư thì Phượng cũng đã bước đầu là đã gửi đơn rồi ha quý vị khán giả ha. Rồi thôi chắc Trường xin kết thúc video này ở đây, và Trường sẽ tiếp tục cập nhật cái hoàn cảnh của em Phượng cũng như là các cháu đây, cũng như là bà hai gia trai ha quý diễn giả, để cho quý diễn giả biết được về cái hoàn cảnh này như thế nào. Rồi Trường một lần nữa Trường xin cảm ơn các mạnh thường quân đã đồng hành với Trường hay giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn, rồi các khán giả đã có nhiều lời động viên tới những cái hoàn cảnh trên kênh. Trường xin kết thúc video ha, tạm biệt quý diễn giả.